Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít, và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của thử thách cấm cười. Thực sự là tâm trạng của mình mấy hôm nay nó hơi tan chậm các bạn ạ. Mấy hôm nay mình khá là buồn bởi vì là view của mình mấy ngày hôm nay nó khá là ít, vì nó đã vào những cái ngày cuối cùng của cái cảnh cáo hai gậy cộng đồng của YouTube, thì mình cũng khá là buồn và mình cũng tâm sự với anh em, và mình có hỏi mấy đứa mod của mình á là có cái thử thách cấm cười gì hay không gửi cho anh xem. Hiện tại anh đang khá là buồn vì thế mà anh sẽ rất là khó cười. Thì thằng Hiếu nó mới gửi cho mình clip này các bạn ạ. Nó mới bảo mình là anh ơi, anh hãy xem cái clip này đi. Đấy, em là một người rất là khó cười nhưng mà em lại cười. Đấy, vì thế mà em chắc là anh sẽ rất là vui, xem và yêu đời lên anh nhé. Đó, vì thế mà mình quyết định là mình sẽ reaction. Thực sự là mình không có muốn xem trước clip ấy, bởi vì như thế nó sẽ không có đúng với tâm trạng thực của mình. Mình sẽ nhờ những cái người khác xem trước, và nếu mà họ thấy hay ấy thì họ sẽ gửi cho mình và mình sẽ reaction, chứ mình không có xem trước anh em ạ. Nếu mà xem trước thì nó sẽ mất hay đấy, mất vui đấy, và nó không có gì bất ngờ nữa. Vì thế mà thằng Hiếu nó xem và nó thấy hay và nó kêu mình xem, vì thế mình nghĩ là nó sẽ rất là buồn cười và hy vọng là cái tâm trạng của mình nó sẽ khá hơn một tí. Và nếu các bạn muốn cái kênh của mình nó lấy đề xuất ấy, và muốn view của kênh mình nó khá hơn một tí, thì các bạn đừng quên bấm like và các bạn đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Dạo này mọi người toàn kêu mình hết thời, view ít. Ai biết được rằng mình đang ăn hai cộng đồng của YouTube thôi anh em ơi, nhìn cái mặt mình buồn không. Ok, và không linh tinh liên thuyên nữa, chúng ta cũng bắt đầu vào reaction nào. Go. Hiện tại là chúng ta đang thấy một con chó. Từ từ đã, mình mở cái mic bé lại nha. Hiện tại là đang có một con chó đang khều quả bóng. Ui vãi. What? Ui đua thuyền. Ui. What? Từ từ mình xem lại cái nào. Hình như là có người té hay sao ạ? À, có người té. À, cái ông cầm sào té. Ui dồi ôi. À, mình hiểu rồi anh em. Có nghĩa là cái thuyền nó sẽ đi thẳng khi mà có một người ở phía sau điều khiển đúng không? Nhưng mà cái người phía sau điều khiển rồi nó bị té rồi đấy, cho nên là mấy cái người ở phía trước sẽ đi theo cái kiểu nó bị lệch ấy. À, đấy, lệch qua bên đây phải. Hình như là thế. Ê à, cuộc chiến giữa mèo và chó. Ui. Thực sự là đây là một cái clip mà nó khá là mắc cười. Thực sự lâu lắm mình mới xem một cái clip mà mình thấy nó buồn cười ấy, thực sự. Bởi vì là mấy cái clip các bạn thấy là mình reaction mấy clip cũ mình thấy nó nhạt nhẽo vậy. Nhưng mà hình như là mình thích là xem reaction thụ. Ui. What? Ai lại còn đi kiểu này nữa cơ. Cái gì đây ta? Lại là một clip của Trung Quốc à? Cái gì vậy ta? Ủa, cái trước là cái gì vậy các bạn? Mình không hiểu. Cái này là sao? Bạn nào biết cái này là cái gì comment biết đấy nhá. Cái này là sao? Cái này... Ủa ôi. Cái này bẩn vãi trường. Làm cái gì vậy ta? À, truyền bột à? Đây là cái clip Trung Quốc đầu tiên mà mình thấy mắc cười đấy các bạn. Thực sự. Đấy, ít ra thì làm hài tôi cũng phải như thế chứ anh em. Thực sự là rất là buồn cười. Cái clip này nếu mà bạn không cười thì có thể là bạn sẽ thấy nó nhạt, nhưng mình thấy nó khá là buồn cười rồi. Cái này nhá, các bạn mà chơi ở ngoài đời đấy, đố các bạn không cười luôn. Mà các bạn chỉ cần thở bằng mũi, thở mạnh một cái thôi là bắn hết là mặt đứa khác. Đó, gì nè. Hài vãi trưởng. Và sao? Là sao? Thế thôi à? What? Ui. Bế luôn. Đấy. Không còn cười lắm. Ua. Quái vật ba đầu. Đau. Tại không? Adu. Adu. What the heck? Ui các bạn ơi. Các bạn nữ cho mình cái câu trả lời là tóc của các bạn nó có nặng quá không? Giờ mình không biết luôn á. Vãi. À đủ. Con mèo béo đấy. À ha. Phải lấy tay che mắt của nó à. Cái gì á? Từ từ.
thằng ở giữa. Mà nhìn này. Đính mày. What the fuck? Đính thực sự. Sao đính người ta? Trông cái cây gì ở trên xe vậy ta? Cây gì vậy nhở? Một ý tưởng khá là hay. Mình thấy có nhiều cái khá là hài hước và nhiều cái cũng không hài hước lắm. Cái sáng tạo này, một sự sáng tạo rất cao. Ui vãi, cái gì thế này? Ốc sên 3 tầng các bạn ạ. Cái này là ốc sên 3 tầng. Vãi. A đù. Đỉnh nha. Kiểu giống kinh ngựa. Cái máy là cái máy dọn vệ sinh đúng không ta? Máy hút bụi dọn vệ sinh thì phải. Kéo cả đứa bé đi theo nữa. Hài hước đấy. Nhưng mà theo mình thấy để như này thì nó hơi nguy hiểm các bạn ạ. Theo mình thấy để như này nó hơi nguy hiểm nhé. Are you okay? Hello. Thank you. Thank you very much. Cái này là tuyết, cái này băng đúng không mọi người? Đúng là trượt băng luôn á. Đúng kiểu trượt băng luôn á. Ủa. Đúng kiểu trượt băng luôn đấy anh em ạ. Ây à. À. What? What's up? Vãi, lại còn trêu con mèo nữa. Vãi cả đạn. Là sao ta? Ốc chó. Ây da. Ủa. Không hiểu. Dưa hấu. A đù. Hay nha. Thật là khúc đầu mình xem mình thấy khá là hay, nhưng mà mình càng xem mình càng thấy nó đỉnh nhá. What's up? Đỉnh ghê. Mình xem mình thấy khúc đầu khá là hài, nhưng mà càng xem mình thấy nó càng nhạt anh em ạ. Ui. Thốn đến tận rốn. Thốn đấy anh em. Cái gì đấy? Ui sao. Người ta gọi là chó ngu ấy các bạn. Và cái gì vậy nè? What's up? Úi dồi, úi dồi. Úi dồi, ông cụ non. Tí, tí, chế cả nước miếng anh em ạ. Ông chó này con thật. Là sao? À. Mặc cho giống đồng phục đi học ấy à? Ủa. Cái này hay đấy anh em. Mình thích làm thằng đứng sau ấy, đứng sau đứng mày vui vậy. Cái gì
Chứ cái thằng kia khổ vậy. Ui vãi. Nhìn ghê quá à. Nhìn con này ghê vãi trưởng ngay các bạn ơi. Nó làm cái gì vậy nhở? Các bạn biết số phận của con gà đó rồi đấy. Không biết các bạn có biết số phận của con gà đó không, nhưng mình thấy trước là cái số phận của nó đấy các bạn ạ. Chú gà ngu ngốc. Hình như nó đái ra đúng không các bạn? Từ từ mình phải xem lại, như nó đái ra hay sao ạ? Hình như đái ra luôn đúng không ta? Này. Ở đâu? Mình tưởng nó đái ra chứ, không phải các bạn, nó ướt sẵn rồi. vãi trưởng. Tao lại mặc quần đùi cả đời à? Gắt thế. Hay nó sơn lên chân ta? Nó sơn màu đen lên ở dưới à? Ủa cái gì đấy? Sao toàn khủng long này? What's up? Cái gì đấy? Sao nó cứ lồng tiếng cười? Mình thấy cái đoạn này nó có gì mắc cười đâu ta? Cái gì vậy? Các bạn ơi, cái này là cái gì? Mình thấy chả có gì buồn cười nữa. Nó soi cái gì vậy ta? Gì à? Ui rồi, chắc đi vệ sinh cái gì đây? Đấy, chắc là mắc lắm rồi các bạn ạ. Á đủ, ngầu. Cái áo chất đấy. Được quả áo chất đấy nhở? Cái này là cái gì đây? Là sao nó rơi ra để nhặt à? Không nhặt được cái nào? Nhọ ạ. Adu. Ui rồi nó béo. Béo béo là có thật. Vãi. Rồi nó béo. What's up? Hay đấy. Các bạn đã từng gặp cái cảnh này chưa? Mình từng gặp luôn rồi. Có nghĩa là phía trước trời nó sẽ mưa. Và ở chỗ mình đứng nó không mưa, nhưng mà trước mặt mình nó mưa. Đấy, hài lắm các bạn ạ. Giống một diệt cái cảnh này luôn. Nhạc hay. Có nhiều loại xe đó. Vậy, thực sự là khúc đầu thì mình cảm thấy nó khá là hài, nhưng mà càng về sau thì mình thấy nó càng nhạt, sau đó lại tiếp tục hài. Thì không biết là các bạn thấy đoạn nào nó hài, các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nhá. Thực sự là mình nãy giờ mình cũng cười mấy lần rồi đấy. Nói chung là cái video cũng ok, nhưng mà nó vẫn còn hơi nhạt nhẽo với mình. Thì nếu như bạn nào mà có những cái video cấm cười nó hay hơn, các bạn hãy comment ở dưới để mình reaction cho bạn xem nha. Bây giờ thì bye bye.